tăng cường công tác phát triển đảng, tạo nguồn đảng viên, phát huy năng lực và vai trò của đảng viên chiến sĩ là vấn đề luôn được cấp ủy, chỉ huy cả cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm chú trọng. Đây không chỉ là lực lượng xung kích đi đầu, nêu gương về mọi mặt trong thực hiện nhiệm vụ, mà còn là cầu nối giúp công tác quản lý chiến sĩ hiệu quả hơn. Nhiều chiến sĩ là đảng viên tại các đơn vị có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ, đã nhận thức được trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Một buổi huấn luyện về kỹ thuật chiến thuật cho chiến sĩ ở tiểu đoàn 1, trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. Cán bộ quản lý đều tích cực hướng dẫn, hỗ trợ những đồng chí là chiến sĩ. Tất cả đều thể hiện tinh thần hăng say học tập. Đảng viên Phan Gia Phúc đang huấn luyện tại trung đoàn 6. Trước nhập ngũ vào đơn vị, Phúc là giáo viên thể dục trường trung học cơ sở Phạm Quang Ái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Với mong muốn được rèn luyện cống hiến trong môi trường quân đội, Phúc đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đối với Phúc, việc tự giác thực hiện tốt cả chế độ nề nếp của đơn vị, thường xuyên quan tâm giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng hoàn thành các nội dung học tập huấn luyện, vừa là nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm của một người đảng viên. Cũng chính sự gương mẫu này đã tác động tự nhiên đến ý thức học tập của các đồng đội cùng đơn vị của Phúc. Bản thân tôi là một đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hơn nữa là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù công việc của tôi trước khi nhập ngũ là một giáo viên, nhưng theo suy nghĩ của tôi thì bản thân cũng giống như những thanh niên khác, và việc thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc là một điều rất cần thiết và đáng tự hào. Đối với suy nghĩ của tôi thì mặc dù ở đâu và trên cương vị nào thì chúng ta cũng phải cống hiến và phải cống hiến hết mình. Khi ở trên bục giảng thì tôi truyền đạt cho các em học sinh những kiến thức giúp các em có được hành trang để sau này bước vào đời và phục vụ cho quê hương. Còn khi vào quân đội thì tôi lại cống hiến theo một cách khác. Đó là góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đó cũng chính là động lực để tôi viết đơn lên đường tình nguyện tham gia nhập ngũ. Tiểu đội may mắn là có đồng chí Phan Gia Phúc là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình công tác, học tập, lao động với kinh nghiệm sống và vốn hiểu biết của mình cùng với khả năng tiếp thu kiến thức của mình là đồng chí Phúc là giúp đỡ anh em, đồng viên anh em chúng tôi thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Off nghĩa là tắt và muốn mở thì bấm kênh số 1. Cũng giống như tinh thần xung kích tiên phong của những đảng viên khác, binh nhất Trần Mầu Quốc Hải đang huấn luyện tại trung đội thông tin tiểu đoàn 1, trung đoàn 6. Trước nhập ngũ vào đơn vị, Hải cũng là giáo viên dạy toán trường trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hải đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Tại đơn vị, Hải luôn hăng say học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hướng dẫn giúp đỡ cho đồng chí đồng đội. Đồng thời, xung phong thực hiện những nội dung khó để làm gương cho đồng đội noi theo. Thì hai máy này là khác tần số, thì muốn chỉnh tần số là bấm số 6 như thế này. Và điều chỉnh kênh, ví dụ như là giờ kênh khác nhau thì anh chỉnh cho kênh giống nhau là 30.05, thấy chưa? Sau khi bấm xong thì bấm tư. Vậy là hai máy này là cùng chế độ với cùng tần số. Giờ thử thống liên lạc ấy. Là anh nói 001 và em nói 002. Đấy. Là 001. Đó. 002. Đó. Là nói theo mật mã. Đối với đồng chí Hải là vừa một đảng viên, vừa là một chiến sĩ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị thì đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tổ các nhiệm vụ cấp trên giao. Đồng thời đồng chí cũng phát huy tính tiên phong gương mẫu. Bên cạnh đó, đồng chí cũng là người anh, cũng quan tâm, giúp đỡ các đồng chí ở trong trung đội, qua đó lan tỏa được tinh thần trách nhiệm đến với tập thể đoàn viên của trung đội thông tin. Những đồng chí đảng viên là chiến sĩ gương mẫu như binh nhì Phan Gia Phúc, binh nhất Trần Mầu Quốc Hải hay Hoàng Ngọc Minh cũng chính là cầu nối hiệu quả để đơn vị kịp thời động viên khích lệ những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các đồng chí chiến sĩ quen với nề nếp của quân đội, quy định của đơn vị. Cùng là chiến sĩ, những chiến sĩ đảng viên này là những người trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng học tập, huấn luyện gần gũi sâu sắc nhất với đồng đội trong đơn vị.
Vì thế, việc gương mẫu chấp hành các chế độ trong ngày, nỗ lực trong học tập rèn luyện, chấp hành tổ kỷ luật quân đội của những đảng viên này đã góp phần không nhỏ giúp đồng đội cùng tiến bộ. Bên cạnh đó, còn có thể dễ dàng nắm bắt những thay đổi trong tư tưởng, hành động của đồng chí đồng đội. Để từ đó, cán bộ cả cấp sẽ có cơ sở để đề ra chủ trương, biện pháp, lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Những đồng chí đảng viên gương mẫu cũng chính là đối tượng được đặc biệt chú trọng để tạo nguồn tiểu đội trưởng. Mặc dù là chiến sĩ, nhưng trên cương vị là đảng viên, bản thân có thể mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình, đề xuất những chủ trương hay đúng đắn cho chi bộ để lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Qua quá trình công tác với đồng chí Minh thì tôi thấy đồng chí Minh là một người chiến sĩ đảng viên rất là nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, biết giúp đỡ anh em đồng chí đồng đội trong những lúc thực hiện nhiệm vụ, một người truyền cảm hứng nhiệt huyết cho anh em trong lúc làm việc cũng như những lúc khó khăn nhất. Tôi thấy là đồng chí Minh là một tấm gương để xứng đáng để anh em học tập và nói theo. Thời gian qua, bên cạnh đội ngũ cán bộ quản lý tiểu đội trưởng thì việc phát huy vai trò của lực lượng đảng viên là chiến sĩ được các cơ quan đơn vị trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện có hiệu quả trong huấn luyện giáo dục chiến sĩ. Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai mô hình cán bộ đảng viên diều dắt nòng cốt diều dắt quân chúng cùng tiến bộ nhằm giúp chiến sĩ tiếp thu cả quy định và hoàn thiện nhân cách quân nhân. Qua đó, thường xuyên bố trí các đồng chí chiến sĩ là đảng viên nòng cốt trong các phân đội để phát huy tính tiên phong gương mẫu. Thực tế cho thấy, đa số các đồng chí chiến sĩ là đảng viên đều nhiệt huyết nhưng chưa được trải nghiệm trong môi trường quân ngũ. Do vậy, đơn vị thường xuyên theo dõi giúp đỡ các đồng chí đảng viên này nhanh chóng hòa nhập với hoạt động quân đội, nêu gương cho các chiến sĩ là đoàn viên thanh niên học tập. Đồng thời cử cán bộ trung đội, đại đội trực tiếp kèm cặp giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đảng viên trong các buổi sinh hoạt. Chi bộ đánh giá vai trò sinh hoạt của đảng viên đối với nhiệm vụ xây dựng đơn vị, công tác nắm tư tưởng quần chúng. Tôi nhận thấy các đồng chí đảng viên là đóng vai trò rất quan trọng trong đơn vị. Đây thực sự là những đồng chí rất tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trình độ cũng như nhận thức. Do vậy, khi thực hiện các chế độ, nề nếp, quy định của đơn vị thì các đồng chí chấp hành rất là nghiêm túc. Bên cạnh đó, trên cương vị là một người đảng viên, các đồng chí đã luôn biết phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, xung kích, đi đầu trong tất cả các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ khó khăn, vất vả để các đồng chí chiến sĩ khác noi theo. Trong công tác hàng ngày cũng như trong sinh hoạt, huấn luyện thì các đồng chí có nhận thức rất là nhanh. Do vậy, có thể giúp đỡ, chỉ bảo cho các đồng chí chiến sĩ khác có tuổi đời ít hơn trong học tập. Đây là những nội dung hết sức quan trọng để giúp cho cán bộ chỉ huy các cấp làm tốt công tác duy trì, điều hành, đặc biệt là công tác huấn luyện của đơn vị là đạt được kết quả cao nhất. Thực tế công tác huấn luyện ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy sự quan tâm gần gũi, chăm lo, sẻ chia, lắng nghe, tận tình hướng dẫn các chiến sĩ từ việc nhỏ nhất của đội ngũ cán bộ và từ chính những đảng viên chiến sĩ sẽ là cơ sở giúp bộ đội thêm tin yêu, gắn bó với đơn vị. Đồng thời, đó còn là điều kiện để mỗi chiến sĩ tự giác, tích cực rèn luyện và không ngừng trưởng thành tiến bộ trong môi trường quân ngũ. Mặt khác, cùng với cán bộ huấn luyện đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế luôn chú trọng giáo dục truyền thống của dân tộc, của đảng, của quân đội, quân khu và truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh bằng các buổi tham quan thực tế. Tăng cường kiểm tra và nhắc nhở để cán bộ cả cấp thường xuyên nắm bắt đơn vị, gần gũi chiến sĩ, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên chiến sĩ với bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm của từng đảng viên và sự quan tâm hỗ trợ bố trí sử dụng phù hợp của đơn vị. Các chiến sĩ là đảng viên của các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều cố gắng trong học tập công tác, trở thành những hạt nhân tiêu biểu xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở phấn đấu rèn luyện của quân chúng tôi lựa chọn những đồng chí đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng nhận thức về đảng,
có kiểm tra, đánh giá kết quả sát với thực tế. Sau đó lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy cơ sở tập trung quan tâm chăm lo bồi dưỡng, đặc biệt thử thách trình độ nhận thức thông qua việc huấn luyện, rèn luyện quy luật, xây dựng cơ quan đơn vị. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiến hành tổ chức xét duyệt, kiểm tra, đánh giá mức độ phấn đấu của đoàn viên để tiến hành các thủ tục kết nạp vào đảng. Chính làm tốt các bước nên chất lượng các đảng viên được kết nạp vào đảng luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao. Mỗi một người khi đứng vào hàng ngũ của đảng đều mang trong mình những hoài bão, lý tưởng tốt đẹp, là mong muốn được đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của đảng, của quê hương. Chính lý tưởng đó đã và đang thôi thúc biết bao thế hệ trẻ phấn đấu trở thành đảng viên. Mặc dù ở các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, số lượng đảng viên là chiến sĩ chưa nhiều, nhưng việc phát huy vai trò trách nhiệm của người đảng viên trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh là rất quan trọng. Mỗi đảng viên, nhất là số chiến sĩ, thực sự là tấm gương sáng, có vai trò trách nhiệm cao, tạo ra được sức hút, sự lan tỏa trong các phong trào thi đua ở các đơn vị. Trong số các chiến sĩ công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đều có chút suy nghĩ, được rèn luyện, trưởng thành hơn và mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội. Có thể nói rằng, với vai trò gương mẫu của những đảng viên chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Nỗ lực thi đua, rèn đức, luyện tài để đạt kết quả cao nhất trong quá trình công tác tại đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế trong sạch vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.